Hello anh em, nay mình gớt mấy dây đại tu nha anh em. Mình đã bấm nút lắp ra nè. Nguyên nhân ăn nhớt nha, hao nhớt dữ lắm. Mình đã bấm nút lắp cho nó chống, mình bỏ bên cũ nó phần dưới ra cho nhẹ nha anh em. À, bạc thì gơ nhiều lắm. Gơ lắm, lên nhớt. Chuyên đại tu mấy giây luôn. Rồi tiến hành cậu máy ra luôn. Nhớt lên. Lắp bật lại nữa rồi. Nhiều quá rồi, rồi mới chồng thấy vô cùng. Đấy rồi. Đấy. Rồi lên luôn. Có màu không? Có. Hàng lô không có màu. Nguyện xước hết. Hết nha anh em. Đó, hết trơn cái máy luôn. Đây, mấy miệng nó là bứt hết, thay hết nha anh em. Cầm cỏ. Mặt nắp lắp mình bào lại nha anh em. Nó bào nó hết nè, cho nó phẳng lại nè, thấy không? Bào hết đi mặt lại mà sấy làm miệng sấy xuống bắp hết lại luôn. Đây bắp mình sấy hết lại nó ngon luôn nè. Cây hút nha anh em, cây này cây xả nè. Cái này là khuất kích nè, mình vừa khuất kích. Đây là cái bộ gôn đó nha anh em, gôn có dây nè. Đó, mình mới lấy xé ra thì đủ luôn. Đây nó còn đi lắp nè. Đây còn mình lấy phốt kích rồi nha. Đây phốt rồi nó. Đây. Đây mình phốt kích nè. Phốt rồi phốt trắng nhất cho khỏi xuống nguồn đốt nè. Trứng gít xuống bắp. Đây về tiến hành mình gấp động cơ Toyota nha. Cái này là mấy dây dắt á. Đây tiến hành gấp lên. Cái này là cái lốc nè. Sau này là bốn quả piston thay hết nha anh em.
đây tông mới. Còn miễn dên nè, mới luôn nha anh em. Thay hết. Này nó hư quá nè. Đó. Thay hết 1 2 3 4. Còn đây miễn cốt nè. Mình thay mới hết luôn nha. Miễn cốt nó nằm đây, còn mấy cái khổng này là mình mạ hết đại. Không, mạ khổng hết đại nè. Nằm đây. Con này là 4 miếng canh. Bồ lôn có cốt, đây là bãi dê nè. Mấy miễn bãi dê mình thay hết luôn nha. Nè, thay mới hết nè. Cho muốn cắt thì muốn cắt thấy và lấy miếng bà miếng không không đánh nó bốn ba nặng ở đây nên gấp máy lùi cái mấy miếng canh nha anh em, bỏ đúng mặt nha, không đúng mặt là bào hư cốt luôn mặt này nè. Mặt này là mặt ma sát với con cốt nha, còn mặt này là mặt chết nè. Thấy không? Anh đắp mặt này mà ma sát mặt cốt là gì? Đi đai liền. Đó, nè, mặt ma sát nè. Mặt này ma sát với cốt nè ha. Rồi, thao cho nhớt vô, bỏ cốt lên luôn. Cốt luôn. Rồi. Cho nhớt cho vô mấy khoảng hết lại cho bà về luôn. Cho vô giá đỡ mình gấp máy nha. Chứ bắt cái cốt mình bắt cái mà bích sao cho dễ nè. Đó. Xong mình bắt này vô mình đưa lên cái bàn gắp máy mình gắp thôi. Đây. Đây là mấy cái lồng semi nha anh em, mình sấy lại hết rồi nha. Đó. Đóng rồi sấy lại cho nó ngon. Hết gờ đúng không? Có nói là có gờ nó gờ nó bị lỏng á. Không kín hơi nữa, mình lại sấy lại hết. Rồi. Đây là vụ xích măng đó nè. Đây. Xích măng đó nha. Giờ thứ hai mình lột ra mình gà vô lòng semi nha anh em.
măng mới nha, gà vô là chuẩn hết luôn. Bê tông vô là bốt luôn nha anh em. Bắt cái xong quay coi nó chân chua rồi được. Đây mình cho lên lắp đi lắp nha anh em. Đây linh cục máy luôn hả? Chưa biết cái từ thôi. Nó im ru luôn anh em. Im không chích luôn à.